Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, khi Tổng thống Donald Trump đã chính thức đưa ra đề cử một người phụ nữ có tên là Gina Haspel, được đề cử vào người đứng đầu một cái cơ quan quan trọng của Hoa Kỳ, đó là cơ quan CIA vào tháng 3 vừa qua. Nó đã trở thành một cái cuộc tranh luận về một cái thời kỳ có thể nói là u ám nhất lịch sử của Hoa Kỳ gần đây. Kính thưa quý vị, đó là việc sử dụng các nhà tù bí mật ở nước ngoài để tra tấn các nghi phạm khủng bố. Như một thông phóng viên của Đông Nam Á của đài BBC, đó là ông Jonathan Head đã đưa tin và chú ý tới hướng tới Thái Lan, một cơ sở đen mà bà Haspel là người đã có thời gian đứng đầu ở cơ sở này. Vào đầu tháng 4 năm 2002, một chiếc máy bay đã cất cánh từ một căn cứ không quân được tiết lộ là ở Pakistan, đã trên đường đến Thái Lan. Trên máy bay là một hành khách đặc biệt, kính thưa quý vị, có tên là Abu Zubaydah, 31 tuổi, người Palestine, gốc Ả Rập, được coi như là một trong những người trợ tá hàng đầu của Osama Bin Laden, đã bị bắt một vài ngày trước đó trong một cuộc đột kích ở tại tập kinh chung của tại Mỹ và Pakistan vào nhà của Al-Qaeda ở Faisalabad. Kính thưa quý vị, người này hiện nay đang ở trong tay các điệp viên của CIA, những người đã quyết định biến ông thành tù nhân có giá trị cao đầu tiên để tham gia vào những gì gọi là kỹ thuật thẩm vấn nâng cao, và các nhóm nhân quyền cho rằng đây là những sự đi ngược lại với vấn đề tôn trọng nhân quyền. Và nhưng họ cần phải nói nơi nào đó để thực hiện. Vào tháng 12 năm 2014, thì Ủy ban Thượng nghị sĩ về Tình báo Hoa Kỳ đã công bố bản tóm tắt một bản báo cáo bí mật dày 6.000 trang về các kỹ thuật này, nơi mà Abu Zubaydah và ít nhất là hai tù nhân có giá trị khác đã bị thẩm vấn, chỉ được biết với cái tên là trạm giam xanh. Kính thưa quý vị, ở ngay căn cứ Utapao, nếu quý vị biết rằng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, căn cứ Utapao là một trong những căn cứ có những cái phi cơ B-52 được đáp lên và sử dụng phi trường Utapao để đi ăn thạc tất cả các căn cứ ở Việt Nam. Thì Utapao ngày nay đã biến thành một cái trại giam xanh có tên là trại giam xanh và dưới sự điều hành của bà Haspel. Và một trong những cái trại giam này đã có những cái hành động khai thác và đã được Thái Lan coi như là nước chủ nhà đã chấp thuận. Và cái điều này đã mang tai tiếng cho bà Haspel vì vấn đề sử dụng kỹ thuật tra tấn, và đến bây giờ thì là một trong những sự kiện nóng bỏng đưa bà Haspel lên một trong những cái thắc mắc đối với Thượng nghị viện Hoa Kỳ. Liệu trong thời gian bà làm giám đốc trại giam xanh, những cái kỹ thuật tra tấn những người đó ở đâu mà có ai chấp thuận cho bà làm những cái điều đó? Đó là những câu hỏi hóc búa mà có thể nói bà Haspel đã hơi sợ những câu hỏi đó, và trong những thời gian gần đây đã bà muốn rút tên ra khỏi cái tên của mình vào cái chức vụ giám đốc CIA. Nhưng với sự khiến khích của Tổng thống Donald Trump quyết, và ngày mai có thể hy vọng sẽ có một cái buổi điều trần đặc biệt của Thượng viện để hỏi xem bà liệu có thích ứng với chức vụ giám đốc CIA hay là không. Chắc quý vị, cơ quan CIA là một trong những cái cơ quan tình báo rất là quan trọng của Hoa Kỳ, một cái cơ quan tình báo hoạt động ở ngoài Hoa Kỳ, và có thể nói tất cả các tin tức về khủng bố, tất cả những tin tức gì mà chống lại Hoa Kỳ đều đi được lọt qua CIA. Và mỗi buổi sáng, ông cố vấn an ninh quốc gia đều phải đưa báo cáo của CIA cho Tổng thống để Tổng thống biết được tất cả những sự kiện xảy ra trên thế giới. Vậy thế chức vụ giám đốc CIA là một trong những chức vụ quan trọng. Như quý vị, Tổng thống Bush cũng là một người đã từng giữ chức vụ giám đốc CIA, và gần đây thì ông Pompeo là một người giữ chức vụ giám đốc CIA, và ông ta đã được chuyển qua làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đây là một trong những cái sự kiện mà ngày mai ta chờ đón xem điều bà Haspel có được bổ nhiệm và có được Thượng viện chấp thuận hay là không vào cái chức vụ quan trọng hết sức của Hoa Kỳ. Theo Washington của CNN là Melania, đệ nhất phu nhân của Tổng thống Trump, và trong gần 16 tháng nhiệm kỳ đầu tiên của ngày hôm qua đã tiết lộ theo cái nền tảng chính của cô ta là Be Best, có nghĩa là làm việc tốt nhất, và theo chương trình toàn diện của bà ta sẽ tập trung vào những 3 điểm chính, đó là hạnh phúc, chống lạm dụng và tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội. Và đỉnh điểm của nhiều sự kiện công cộng khác nhau trong nhiều tháng qua, tất cả đều tập trung vào việc của bà ta là giúp đỡ trẻ em, và một người mẹ là người phụ nữ đầu tiên có liên quan đến
thế giới nhịp độ nhanh và kết nối ngày nay, trẻ em có thể ít chuẩn bị để thể hiện và quản lý cảm xúc của họ và thỉnh thoảng chuyển sang các hình thức và hành vi như là phá hoại, gây nghiện như là bắt nạt, ma túy hoặc là thậm chí tự tử. Bà Malina đã phát biểu vào ngày hôm qua và tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng những người lớn như chúng ta có thể là nên tốt nhất trong công việc giáo dục con cái của chúng ta và quan tâm đến cuộc sống và lành mạnh và cân bằng cuộc sống của những trẻ em này. Và người bà ta là người phụ nữ đầu tiên đứng lên và lên tiếng nói về việc bảo vệ trẻ em. Nhưng mà như Viện thấy trong thời gian 16 tháng qua càng ngày càng cho thấy cái chỉ số tín nhiệm và yêu thích bà Melania lại càng tăng lên nhiều hơn là đối với Tổng thống Donald Trump. Nếu so sánh bây giờ bầu Tổng thống giữa bà Melania và ông Donald Trump thì chắc lẽ người ta bầu cho bà Melania nhiều hơn. Tại vì con số người ta tín nhiệm bà đến tới 67% là đây là một trong những cái sự việc cũng rất khó với một đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ. Nhưng bà Melania với một cái tiếng con người bà rất thầm lặng, ít khi thấy nụ cười của bà. Thậm chí ông Barack Obama mà đã nói rằng chỉ tôi chỉ thấy trong ngày đi tang lễ bà Bush thì bà cười rất nhiều, nói chuyện rất là vui vẻ, mà không hiểu vì cái cớ gì mà ở tại White House thì bà lại không cười. Đối với ông Trump, thậm chí nhiều khi ông Trump đi nắm tay bà, hình như bà không muốn tay. Không muốn nắm tay. Vì sao vậy? Phụ nữ mà được nắm tay thì thích, có tại sao lại không được nắm tay vậy như vậy? Chắc là đang giận nhau. Đang giận nhau. Kính thưa quý vị, đó là sự kiện. Và hôm qua thì bà Melania đã đọc một bài diễn văn đã gây lại cái cảm tình của mọi nhiều người. Như vậy là bà chú trọng vào vấn đề gọi là bảo vệ trẻ con rất nhiều. Vì cái xã hội bây giờ nó tiến triển rất mạnh. Và nếu chúng ta không theo kịp và không có những cái bổn phận để mà chăm sóc trẻ con của chúng ta, sẽ để hướng dẫn chúng ta đi đến vào một cái hành động tiêu cực khác hơn, sa đọa hơn. Và đến bây giờ thì chắc là quý vị cùng với chúng tôi trở lại một trong những cái gian hàng, một trong những cửa hàng mà không có người Việt Nam nào mà không một lần đến đó. Như Huyền có cái nào đi qua mặt chưa? Hầu như là đi qua mặt tất cả những người trên, coi như là trên toàn bộ miền Nam của Cali là hoặc là ở những toàn bộ nước Mỹ phải anh chọn là đều đi qua mặt hết. Có thể nói qua mặt, họ có các cửa hàng ở khắp nơi trên thế giới và thậm chí ở Trung Quốc bây giờ họ cũng có cửa hàng qua mặt nữa. Là một trong những cái cửa hàng giá rất là rẻ. Giá rẻ và có thể nói đây là một cái tổ chức kinh doanh rất lớn ở tại Hoa Kỳ. Gần đây thì có qua mặt, họ cũng có những cái nhà thuốc tây rất lớn ở trong tất cả các cửa hàng của qua mặt. Thì kính thưa quý vị, gần đây thì cho thấy có một cái dấu hiệu đặc biệt ở tại Walmart là họ đưa ra một cái chính sách mới, đó là thắt chặt tất cả các toa thuốc theo toa thuốc mà gọi là opioid, tự nhiên là có thuốc phiện ở trong, thuốc kích thích. Hiện nay Walmart đã đưa ra những cái đề nghị và thắt chặt các chính sách theo toa thuốc phiện, theo toa thuốc mà gọi là có chất gọi là opioid. ma túy trong bị nghiện. Walmart đang thực hiện chính sách là gọi là opioid nghiêm ngặt hơn, hạn chế thời gian của các quy định như vậy và yêu cầu họ phải điền đầy đủ tất cả các thông tin về điện tử. Công ty đã báo cáo vào hôm thứ Hai rằng trong vòng 60 ngày họ sẽ chỉ điền đơn thuốc opioid lần đầu tiên trong vòng 7 ngày hoặc ít hơn trên toàn quốc và có sẽ giới hạn liều lượng tương đương với là ví dụ như là 50 morphine milligram hoặc là MME mỗi ngày. Tuy nhiên là cái số lượng mà Walmart bán ra chỉ tối đa lắm là 50 morphine nào. Là chỉ có milligram thôi. Cái điều này để đáp ứng với tất cả các 5.300 địa điểm Walmart và Sam Club ở Hoa Kỳ. Như vậy ở Hoa Kỳ có tới 5.300 cái địa điểm của Walmart. Và Sam Club cũng là của Hoa Kỳ hay là sao? Sam Club cũng là một trong những của Walmart nó. Và kính thưa quý vị, các hạn chế mới theo các kiến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, một nghiên cứu của CDC, Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh đã cho thấy rằng những người được kê toa ít nhất một ngày để điều trị opioid có tới 6% có cơ hội bị nghiện một năm sau đó. Tất nhiên những người nào mà sử dụng những toa thuốc mà có ma túy ở trong đó thì có 6% là họ có cơ hội là có thể nghiện vào ma túy vào một năm sau đó. Nhưng đối với những người được điều trị từ 8 ngày trở lên thì cơ hội đó tăng lên tới 13.5%. Kính thưa quý vị, ít nhất là một ngày thì có cơ hội là 6%, nhưng mà nếu 8 ngày thì có cơ hội là tới 13.5%. Và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh cũng lưu ý rằng tất cả những bệnh nhân được kê đơn liều cao hơn là có nhiều khả năng tử vong do sử dụng quá liều. Vì thuốc opioid là có cái sức
giảm đau. Giảm đau. Càng giảm đau thì nó có bị nghiện. Đúng rồi, phần số lớn những người khi nào thấy đau gì là bác sĩ cho tôi thuốc này, bác nghiện. Nhưng mà họ quên đi, nếu không được giải nghĩa cho họ biết rằng là ảnh hưởng trong tương lai họ sẽ có thể bị nghiện ma túy. Một số tiểu bang đã giới hạn các đơn thuốc từ 7 ngày xuống và Walmart sẽ thực hiện theo luật tiểu bang ghi giới hạn dưới 1 tuần. Điều này cho thấy rằng Walmart đã có những hành động cụ thể và tích cực cộng tác làm sao hạn chế lại vấn đề có cơ hội, dễ có cơ hội đi đến nghiện gặp ma túy qua những cái toa thuốc mà gọi là opioid vào. Yeah. Trong những phút qua, quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.